nhiệt liệt chào mừng các quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo, cụ thể đến các bạn sinh viên đã có mặt trong chương trình Tết sinh viên chào xuân 2019 của khoa lịch sử ngày hôm nay. Việt Nam. Chào xuân 2019 của khoa lịch sử đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Đại học sư phạm Thái Nguyên.